Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc đang vào mùa lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam nên lượng du khách đến đây ngày một tăng cao, dự kiến có hơn 4 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch hành hương trong năm nay. Nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, thời gian qua thành phố Châu Đốc đã tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại, góp phần đưa Châu Đốc hướng đến thành phố du lịch văn minh trong tương lai. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, lượng du khách đến thành phố Châu Đốc khá đông, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần. Do đó, thời gian qua, thành phố Châu Đốc luôn quan tâm đến việc chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, góp phần làm cho thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo Xí nghiệp Môi trường Đô thị thành phố Châu Đốc, lượng rác thải sinh hoạt được thu gom trên toàn thành phố, bình quân khoảng 80 tấn một ngày. Riêng vào mùa lễ hội với bà, do lượng du khách tham quan tăng, nên lượng rác thải tại khu du lịch, các chợ tăng từ 10 đến 15 tấn một ngày. Do vậy, những ngày này, các cán bộ, viên chức và người lao động Xí nghiệp Môi trường Đô thị thành phố Châu Đốc đang bận rộn với một khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Đơn vị phải quy động tối đa phương tiện, thiết bị và nhân lực làm việc liên tục suốt ngày để chỉnh trang chăm sóc các tỉa hệ thống cây cảnh, bùn qua, thảm cỏ, vệ sinh môi trường, thu gom hết toàn bộ rác thải rồi đưa đến khu tập kết và xử lý rác thải. Hàng năm là từ tháng Giêng đến tháng Tư thì lượng khách du lịch đến tham quan khu du lịch Bà rất là đông. Thì bên tổ vệ sinh là tổ chức tăng ca, tăng lực thu gom, tăng chuyến thu gom, thì thời gian thực hiện là bắt đầu từ 3 giờ rưỡi đến là 22 giờ hàng ngày. Bắt đầu từ ở trên cọc trên phía Bà, chúng tôi sẽ cho thu gom, quét và rửa các tuyến đường trong khu vực phía Bà. Ngoài ra thì từ trên đỉnh phía Bà lên khu vực Bà Ngự, anh em chúng tôi sẽ cho thu gom cát mỗi ngày và quét từ dưới chân núi lên trên đỉnh, quét vôi lại cái khu vực cổng vườn Tàu Ngộ. Sau đó chúng tôi sẽ vệ sinh và rửa ở khu vực hai tuyến đường đến khu trung tâm thương mại Núi Sam. Cho dù nắng mưa, chúng tôi cũng phải thu gom cho hết cái lượng rác trong ngày. Chủ yếu là hết việc chứ không hết giờ. Năm nay, bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc còn kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự kiến lượng du khách đến Châu Đốc cao hơn so với các năm trước. Đồng hành cùng địa phương, Xí nghiệp Môi trường Đô thị thành phố Châu Đốc đã sớm triển khai kế hoạch và đưa vào thực hiện những công trình phần việc của mình. Đối với vệ sinh thì chúng ta bình thường thì cũng làm 2 ca ngày. Còn đối với những khu du lịch thì chúng ta sẽ tăng ca lên từ 3 ca, 4 ca. Còn đối với là công viên cây xanh thì luôn là các anh em là luôn tổ chức cắt tỉa, bộ phận điện thì luôn luôn là sửa sang như đèn cũng như là bộ phận trang trí đèn chiếu sáng và gắn tiểu cảnh này kia để tạo cho cái không khí cũng như là ở thành phố luôn luôn là xanh sạch và đẹp. Lượng rác nó tăng đối với ngày cao điểm thì nói chung là xí nghiệp là luôn anh em luôn luôn là động viên nhau làm cho nó tốt nhiệm vụ đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn xí nghiệp là làm việc với cái tâm và đồng thời làm việc cái chất lượng hiệu quả cao nhất, góp phần cho thành phố Châu Đốc luôn sáng xanh sạch đẹp và trở thành thành phố du lịch trong tương lai. Không quản ngại khó khăn, vất vả, nắng mưa, cán bộ, viên chức và người lao động Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Đốc đang cần mẫn, lặng lẽ, làm việc trong cường độ cao, với tinh thần khẩn trương, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì một thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, từng bước tạo diện mạo mới cho Châu Đốc, hướng đến thành phố du lịch văn minh trong tương lai.